Thành Hiếu rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy MediaMarkt. Thưa quý vị và các bạn, với thiết kế nhỏ gọn cùng với 5 máy ở trên thì những chiếc máy giặt lồng đứng luôn phù hợp với những gia đình có không gian nhỏ. Bên cạnh đó thì những ưu điểm như là bằng điều khiển dễ sử dụng, tiêu thụ điện năng ít hay là được trang bị một mức giá hợp lý cũng là những ưu điểm nổi trội của những chiếc máy giặt lồng đứng. Và ngày hôm nay thì Thành Hiếu xin giới thiệu tới quý vị và các bạn top 3 chiếc máy giặt lồng đứng được bán tốt nhất tại MediaMarkt để quý vị và các bạn có thêm lựa chọn nhé. Chiếc máy giặt đầu tiên đến từ thương hiệu Panasonic với thiết kế khá đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng đúng không ạ? Đây là chiếc máy giặt Panasonic 7,6kg NAF76 VS9HRV. Máy có thiết kế chữ nhật vuông vức, góc cạnh sẽ mang đến vẻ ngoài cứng cáp. Thiết kế phần nắp làm từ kính chịu lực giúp tăng cường thêm độ bền vững cho máy giặt. Với khối lượng giặt 7,6kg, chiếc máy giặt Panasonic này là sự lựa chọn phù hợp cho gia đình ít người. Với 11 chương trình giặt thì giúp cho quý vị và các bạn có thêm sự tiện lợi khi mà giặt sạch được nhiều loại quần áo, nhiều loại chăn màn hay là nhiều loại vải của các thành viên. Được trang bị công nghệ giặt Eco Aquabit có khả năng tạo ra lực đẩy mạnh, đánh tan hoàn toàn bột giặt thành hàng triệu bọt khí li ti len lỏi vào từng sợi vải, đẩy lùi mọi vết bẩn cứng đầu. Máy giặt với luồng nước đan sinh sẽ tạo ra luồng nước xoáy đa chiều mạnh mẽ, mang đến hiệu quả giặt tẩy tối ưu. Kết hợp cùng lồng giặt Sazanami, quần áo của bạn không chỉ sạch sẽ mà còn được giảm thiểu hư tổn. Chế độ vắt xả Aqua Spin Rinse tiết kiệm nước, chế độ sấy gió 90 phút tiết kiệm thời gian phơi quần áo của bạn. Với những tính năng cơ bản mà chiếc máy giặt Panasonic 7,6kg NAF76 VS9HRV mang lại sẽ đem đến cho quý vị và các bạn nhiều sự tiện lợi trong quá trình sử dụng. Sản phẩm có một mức giá khá rẻ, chỉ hơn 4 triệu đồng và được bảo hành trong 24 tháng. Sản phẩm tiếp theo nằm trong top 3 chiếc máy giặt lồng đứng được bán tốt nhất tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMarkt đến từ thương hiệu Samsung. Đó là chiếc máy giặt Samsung 9kg VKA90Z5710SGSB Active Dual Wash. Máy có thiết kế khoa học, sang trọng, mang đến tính thẩm mỹ và độ bền cao. Thiết kế đường cong tinh tế bằng điều khiển cụm kép, dễ sử dụng, màn hình hiển thị đèn LED bắt mắt. Cửa trên máy giặt làm bằng kính chịu lực, được thiết kế chịu được vật nặng và áp lực cao nên chống được chảy xước và vỡ vụn, giúp dễ dàng nhìn rõ bên trong lồng giặt và bền bỉ cùng thời gian. Lồng giặt với thiết kế hình kim cương phẳng mịn cùng với những chiếc lỗ thoát nước siêu nhỏ như thế này sẽ giúp chăm sóc sợi vải không bị tơ sờn và luôn luôn như mới. Bộ lọc sinh học Magic Filter giúp loại bỏ các sơ vải, lông tơ bám vào quần áo, giúp quần áo sạch sẽ. Hộp đánh tan bột giặt Magic Dispenser bao gồm một cánh quạt xoay kết hợp với tia nước mạnh mẽ. Công nghệ giặt tay kết hợp Active Dual Wash cung cấp thêm khay giặt tay thuận tiện cho việc xử lý sơ quần áo mỏng nhẹ, các vết bẩn cứng đầu trước khi bỏ vào lồng giặt bên dưới. Đứng nước tích hợp sẵn bên cạnh hoạt động ngay chỉ bằng một nút nhấn. Công nghệ thác nước giúp quần áo sạch hơn bao giờ hết. Tia nước mạnh mẽ và tập trung đánh tan hết cặn bột giặt, giúp quần áo được giặt sạch hoàn hảo. Bên cạnh đó thì công nghệ giặt Gubble cũng giúp nâng niu từng sợi vải mà không ảnh hưởng đến hiệu suất giặt. Gubble mang đến sức mạnh giặt tăng cường, dòng chảy đa chiều, giúp chống xoắn rối và nâng cao hiệu suất mạnh mẽ. Chế độ tự động làm sạch Eco Top Clean giúp loại bỏ hoàn toàn dư lượng bột giặt và bụi bẩn tích tụ mà không cần dùng đến hóa chất. Khi bạn không biết lúc nào cần phải làm sạch lồng giặt, báo động sẽ tự bật sau mỗi 40 lần giặt. Ứng dụng kiểm tra thông minh Smart Check trên điện thoại thông minh giúp chẩn đoán và hướng dẫn cách tự khắc phục các sự cố, giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí gọi thợ sửa chữa. Hiện tại thì chiếc máy giặt Samsung 9kg VKA90Z5710SGSV Active Dual Wash đang được bán tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMarkt với mức giá chưa tới 7 triệu đồng và được bảo hành 24 tháng. Bên cạnh đó, khi quý vị và các bạn mua sắm trong dịp cuối năm như thế này thì sẽ có cơ hội nhận được rất nhiều những phần quà hấp dẫn. Hãy tham khảo và đặt mua ngay sản phẩm. Sản phẩm cuối cùng nằm trong top 3 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Toshiba với khối lượng giặt của nó là 9kg và mã sản phẩm là AVKH1000GVSB. Hãy cùng xem chiếc máy giặt lồng đứng này có những ưu điểm gì nổi bật. Thân máy màu bạc đậm của kim loại sang trọng kết hợp với kiểu dáng thanh lịch tạo sự nổi bật chính là điểm nhấn của máy giặt Toshiba 9kg AVKH1000GVSB. Lồng giặt của máy giặt Toshiba này được thiết kế các gờ nổi cong mềm hình ngôi sao pha lê. Các gờ nổi cong mềm này giống như các ván giặt cổ điển, giúp tạo hiệu quả giặt sạch và bảo vệ quần áo tránh hư tổn. Hiệu ứng thác nước đôi trên chiếc máy giặt này sẽ giúp cho quần áo được giặt sạch hơn nhiều lần. Cánh quạt dưới đáy mâm giặt sẽ tạo lực đẩy đưa nước chứa bột giặt theo hai khe dẫn lên trên tạo thành thác nước đôi đổ xuống lồng giặt. Quy trình thác nước đôi tuần hoàn liên tục suốt thời gian giặt và xả giúp giặt sạch hơn so với quy trình giặt thông thường, nâng hiệu quả giặt sạch lên đến 110%.
Công nghệ Hybrid Powerful với hai bộ phận hình cánh quạt không đối xứng nằm ở đáy mâm giặt, giúp quần áo được trộn đều hơn, tăng cường ma sát giữa quần áo và bột giặt, mang lại hiệu quả giặt sạch tối ưu hơn và còn làm cho áo quần sau khi giặt không bị xoăn hay nhăn nhúm. Công nghệ giặt cô đặc bằng bọt khí nâng hiệu quả giặt tẩy thêm 15% khi tạo ra hàng triệu bọt bong bóng thấm nhanh và sâu hơn vào sợi vải, giúp tẩy sạch mọi vết bẩn trên quần áo một cách dễ dàng mà lại không hư hại sợi vải, bảo vệ quần áo bền đẹp và giữ màu theo thời gian. Có một đặc điểm bởi chiếc máy giặt Toshiba 9kg này làm cho Thanh Hiếu cảm thấy rất ấn tượng, đó chính là tính năng lưu giữ hương thơm Fragrance Cost sẽ tự động ngâm quần áo của bạn với nước xả vải trong thời gian vừa đủ để quần áo có hương thơm được lưu giữ lâu hơn sau khi giặt, đồng thời còn giúp quần áo được mềm mại hơn. Hiện tại thì chiếc máy giặt Toshiba 9kg với mã sản phẩm là AVKH1000GVSB đang được bày bán tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMarkt với mức giá chỉ hơn 6 triệu đồng và được bảo hành 24 tháng. Đặc biệt hơn nữa là khi quý vị và các bạn mua sắm trong dịp cuối năm này thì tất cả sẽ có cơ hội nhận được rất nhiều những phần quà hấp dẫn. Hãy tham khảo và đặt mua ngay sản phẩm nhé! Với những thông tin mà Thanh Hiếu vừa chia sẻ thì hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có cho mình một gợi ý để có thể lựa chọn một chiếc máy giặt phù hợp cho dịp Tết Canh Tí 2020. Nếu như quý vị có bất cứ thắc mắc gì về sản phẩm thì hãy truy cập website mediamart.vn hoặc thedioidienmay.com. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể liên lạc qua số điện thoại hotline 1900 6788 để nhận thêm những tư vấn từ các tư vấn viên của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.